Thưa dì Út, con thường hay nghe dì Út nói chuyện á, thì dì Út mới hay nói với một cái người rằng chị ơi, chị ơi. Út hay kêu cái người nào đó là chị ơi. Chị Dạ một chị một, dạ là Út đang nói đến chị nào vậy? là chị một nè, Là Út á chị này nè. hả? Thưa Út thì Út á, có những cái mà ví von rất là hay, mà con nghĩ rằng phải nói là Út vô cùng tài khi mà nói được. Thí dụ như Út nói là con cá thật ra là toàn là những cái thức ăn mà bằng là thực vật không, cây rau củ quả không, nhưng mà Út đã biến nó thành những cái vật rất là nghe giống như là những cái hải sản cao lương mỹ vị. Cái đó là út nói tiếu, út cười, Nhưng út mà hay lắm, không chơi nên tiếu nhưng mà rất là hay. Út có cho thể nói lại gì cho vui con với mọi người nghe những cái mà cái món đó nó tương đương với lại cái con gì đi Út? trong lúc chuyện kia chuyện nọ làm cho út khổ tâm, từ cái khổ tâm nó ra cái buồn hận, cho nên anh út phải nói tiếu để út quay lãng bớt vậy Dạ, thôi. nhưng mà nói tiếu nó quá hay, nó quá tuyệt vời luôn. Có gì đâu Giờ Út nói cho con nghe là tất cả bao nhiêu con tương đương với bao nhiêu cái loại rau củ quả hay. Tại vì út không có tu pháp nào đạo nào hết. Hồi đó nội còn, cha còn, thì nội cha ăn thập chay tháng 10 ngày thì út cũng ăn, rồi cũng bắt tôm cá còng cua rồi vậy, cha đom đó nó vậy có ăn thôi, thịt heo thịt gà thịt vịt thì không có, chứ tôm cá còng cua thì ăn đầy đủ, thì út cũng ăn vậy. Giờ nội chết, giờ cha chết, là năm 87 cha út chết, trong 3 năm tang chế út ăn chay để cầu cho cha được siêu thoát nhẹ nhàng. Nó quen rồi, giờ út không thích ăn gì bên mặn hết. Giờ bây giờ cũng như đồ chay người ta cúng giỗ hay chùa đồ, người ta làm thịt này thịt kia, tôm càng thịt quay gì đó, cho nên út ăn bầu bí dầu cải út cũng nói cá này cá kia Dạ, đâu cụ thể là những cái nào vậy củ quả nào tương đương, nó giống, nói rất là giống luôn, đó. phải nói là một cái sự tinh tế vô cùng luôn. Út có thể chia sẻ cái tiếu tá đó của Út được không ạ? Thì con cá rô là trái ổ qua, trái mướp là cá lóc, trái cà tây chín là trứng gà, trái thơm là phụng mái, còn cá chạch là trái đậu bắp, cá kiềm là trái đậu que, trùng hở là trái đậu bún, lương là cọng bạc hà, kẽm gai là giá, bao bố là tàu hũ, trứng cút là nấm dơm đó. Út ăn vậy đó. Thì còn cái gì nữa không Út? Có con gà hay là cái gì, là cái trái gì không? Đã ăn có mấy trái đó thôi à. Có gì đâu Là nữa Út tự tự Út suy nghĩ ra, Út hình dung ra đúng không? Ví dụ như con nói là, ví dụ như đi, cái trứng cút là nó là một cái nấm rơm, là Út tự liên tưởng là nó, cái nấm rơm đó nó giống như cái trứng cút đúng không ạ? Hoặc là con cá ở kiềm, cái tư tưởng vậy còn con cá kiềm thì nó giống như là một cái cọng đậu que phải không Út? thôi. Vâng, còn con cá rô mà tại sao là nó lại giống trái khổ qua thưa Út? Thì nó cũng hơi giống giống Vâng, vậy thì bây giờ con ví dụ như con ăn những cái món mà nó cao lương mỹ vị hơn, thí dụ như con ăn một miếng thịt bò thì Út có thể giống giống cái món chay là cái gì được không Út? không có giống gì đâu. Vâng, nãy Út cũng chia sẻ từ đầu rồi, Út chỉ có là ăn thì hồi xưa lúc mà còn ăn mặn thì cũng chỉ ăn tôm với cá thôi chứ cũng không ăn thịt đúng không Út? Thịt có tiền đâu mà Không ăn, có tiền không? Dạ. lâu lâu cha đi cần ruột mua gì đó, cái cha mua miếng mỡ về thắng đổ vô hũ để kho vào bí ăn vậy thôi. Dạ. Cúng giỗ tết gì cũng chay, không có mần gà mần vịt, có mua thịt mua cá gì ăn đâu, mua thịt mua hay gà gì ăn, chỉ ăn tôm cá và còng cua có vậy thôi. Dạ.
Con có nghe Út chia sẻ rằng Út thì không có theo bất cứ cái đạo gì cả, trong khi Út chỉ có hai cái đạo thôi mà Út còn chưa làm trọn vẹn thì mình không theo đạo nào cả. Có nghĩa là Út chỉ có đạo làm người và đạo tâm thôi, đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ rồi, con muốn Út chia sẻ thêm với con về cái lời thuyết giảng của Út về cái việc mà tại sao con nghĩ rằng, con thì hồi nào giờ con cứ nghĩ là Út là có theo đạo cao đài của cha mình. Chính vì cha Út ngày xưa rất là sùng đạo và đã để bà nội ở nhà để mà đi theo đạo, sau này mới về báo hiếu, là có nghĩa là con cứ tưởng đâu là Út cũng là một tín hữu cao đài rất là trung thành, nhưng mà tại sao lại hôm nay con lại nghe được rằng là Út tuyên bố là Út không có theo bất cứ một cái đạo nào cả, bởi vì hiện tại Út đạo làm người và đạo tâm đạo Út còn chưa xong. Út có thể chia sẻ thêm với con về cái vấn đề đó không ạ? Thì nói về Út là con của cha Út. Cha Út là đạo cao đài, cha Út rất hiếu đạo. Thì Út là con của cha Út, Út cũng nối gót của cha. Nhưng biết đạo trọng đạo thôi chứ không theo đạo. Yeah. Tại vì biết mình có làm được không mà, cho nên không dám vậy thôi. Biết đạo trọng đạo chứ không theo đạo. Không theo đạo pháp nào hết. Đạo tâm, đạo làm người mình làm chưa chọn nè. Tánh Út, Út cái gì Út cũng sợ hết. Dạ. Vâng, lời chia sẻ của Út rất là đúng. Mình trước tiên phải là đạo hiếu, đạo làm người, tâm đạo trước đi, rồi lúc đó mình mới nói đến cái chuyện gọi là mình theo đạo nào, đúng không Út? Bởi vì quan trọng nhất là chính là cái đạo làm người, là nó đã bao gồm hết tất cả các đạo ở trong đó rồi. Thì tâm lý của Út, Út nói không biết trên đời có khen chê gì không, Út không biết. Nhưng Út nói, Út nói đúng. Dạ. Út đặt câu hỏi, Út hỏi về tâm lý của Út để Út học hiểu thôi. Chứ Út không có nói gì trên đời này. Út hỏi tất cả sự việc trên đời này do ông trời, ông Phật bà dạ sắp đặt hay do trần gian bà dạ sắp đặt. Để Út học hiểu vậy thôi. Giờ thí dụ như nói vậy, nói kia, nói nọ gì đó. Hiền dữ, thành Phật, thành tiên, thành thần, thành ma, thành quỷ, thành vật gì đó, rồi thương ghét gì đó, do trần gian nói hay do ông trời ông Phật nói, Út học hiểu vậy thôi. Út nói vậy trên đời. Thí dụ như một năm 12 tháng, năm nhuận, năm không nhuận gì đó, một tháng 30 ngày, tháng đủ, tháng thiếu gì đó. Trong một tháng có 3 ngày xấu, mùng 5, 14, 23 gì đó. Rồi một năm có 3 cái dầm lớn, 3 nguồn gì đó. Rồi đạo này pháp kia gì đó. Rồi chùa chiền gì đó. Rồi đạo này pháp kia gì đó. Vô kinh sám gì đó, vô tu nọ tu kia gì đó, vô thờ phượng cung kính, tụng gõ gì đó, rồi nói thành Phật, thành tiên, thành thần, thành thánh, thành ma, thành quỷ, thành thú vật gì đó, tội này phước kia gì đó, đầu thai nọ đầu thai kia gì đó. Là Út hỏi về tâm lý của Út để Út học hiểu rồi. Út hỏi tất cả do trần gian bài giả sắp đặt hay do ông trời ông Phật bài giả sắp đặt vậy? Dạ đúng rồi. Con thì cũng khẳng định đó là do trần gian bài giả sắp đặt, chứ không có ông trời nào sắp đặt, đúng không Út? Thì Út hỏi về tâm lý Út hiểu vậy thôi, chứ Út không có nói gì động chạm xúc phạm gì trên đời này hết. Trên đời này làm sao thì làm, Út không có biết gì đó. Tại vì Út tối tâm lắm, Út không có biết gì hết. Dạ thưa Út, con có nghe Út chia sẻ rằng
À, thật ra thì con nghe, con biết Út nói chuyện với một người, Út kêu là chị. À, chị nói rằng ông Táo lên trời báo rằng là năm nay nó như thế nào đó Út. Con nghe con cũng rất là thích thú, và con hiểu rằng giống như Út là người mà đã biết trước những cái vận mệnh của thời thế, thì Út có thể đó là một cái sự nói thật lòng của Út hay là chỉ là một cái sự mà bất ngờ Út chia sẻ thôi thưa Út? Thì thật tâm Út nói, tại vì cũng chuyện kia chuyện nọ làm cho Út buồn khổ tâm, rồi từ cái buồn hận Út mới nhớ tới chuyện này chuyện kia, cho nên Út nói kêu mà nói tiếu để cười cho vui để khuây khuây lãng. Thưa Út, thì Út có nói rằng ông Táo hỏi rằng, phải nói là con phải nói vô cùng khâm phục Út về cái trí nhớ của Út. Út nhớ rất là hay. Út mặc dù là Út phải mưu sinh đi nhặt rác và cái công việc như Út vậy, Út không có một cái tờ lịch trong nhà, nhưng Út vẫn biết rằng năm nay có nhuần 2 tháng 2. Đúng không thưa Út? Sao Út biết, và Út đã biết được cái thông tin rằng thật sự là lâu nay con cứ nghe mọi người nói là năm nào mà nhuần 2 năm 2 tháng á, thì là sẽ làm ăn khó khăn, nhưng mà con không biết là trong cái sự chia sẻ của Út, Út có nói rằng là năm nay nhuần 2 tháng thì người dân sẽ phát tài, phát lộc và sống trường thọ. Út có thể chia sẻ cái điều đó như thế nào Út? Thì năm nay, năm rồi không có nhuần, năm nay thì có nhuần, cứ năm nhuần, năm không nhuần. Thì Út nghe nói năm nay nhuần 2 tháng 2. Rồi trong cái lúc Út vui, Út nói tiêu, Út nói hôm Tết đã đưa ông Táo về trời. Ông Táo, ông Ngọc Hoàng mới nói ông Táo là năm nay với Trần Giang nhuần 2 tháng 2. Dạ. Nhờ ông Táo mới về Trần Giang, ông Táo... Dạ. Ông Táo về Trần Giang, ông Táo mới báo cáo lại với Trần Giang là năm nay nhuần 2 tháng 2. Út nói năm nay trên đời nhuần 2 tháng 2 là người người làm ăn khá, phát tài phát lộc, giàu sang hơn nữa, mua mai bán đất, cái gì cũng gặp cái hên cái tốt hết. Út nghĩ vậy. Vâng, Út phải nói là quá lạc quan, mặc dù là còn biết bao nhiêu cái sự khổ tâm và cuộc sống cũng không phải là sung sướng, nhưng mà Út lại có những cái lời giống như là chúc phúc cho mọi người. Điều đó phải nói là vô cùng là cao đẹp, cao quý. Út ơi, thì con cũng nghe rất là nhiều người từng nói rằng mùng năm 14/23 đó là những cái ngày mà không có tốt á. Út với lại một cái kinh nghiệm của Út, thì Út có biết gì tại sao mà nó lại có một cái quan niệm đó không thưa Út? Thì cái đó từ ở trong sách số rồi nó mới đề là mùng năm 14/23 là ngày xấu vậy đó. Chứ ngày nào cũng ngày trời. Thường nghe Út nói rằng làm gì có kiếp sau, đúng không ạ? Không có kiếp sau. Nhưng mà con nói là, ví dụ như con hỏi Út là nếu như mà có kiếp sau đi, là Út có muốn được làm con người nữa không Út? Hay là Út đã ngán ngẩm cái tình đời, ngán ngẩm cái cuộc đời nó đầy những cái điều mà xưa nay Út cho rằng là gây cho Út rất là nhiều cái sự khổ sở à. Vậy thì nếu có kiếp sau, Út mơ ước được làm gì? We'll be right back.